Nissan Almera giảm giá mạnh trong tháng 9, quyết đấu với Toyota Vios, Hyundai Accent. Nissan Almera 2021 phiên bản MT có giá 469 triệu đồng. Giá của phiên bản CVT là 529 triệu đồng. Nếu muốn sở hữu phiên bản CVT cao cấp, khách hàng cần đầu tư 579 triệu đồng. Almera có 6 màu sắc cho khách hàng Việt lựa chọn gồm trắng ngọc trai, đen, đỏ, bạc, xám và cam. Trong tháng 9 này, khách hàng mua Nissan Alera 2021, phiên bản MT được tặng tiền mặt và phụ kiện trị giá 20 triệu đồng. Quà tặng dành cho người mua phiên bản CVT và CVT cao cấp lần lượt là 30 và 40 triệu đồng. sedan hạng B này cạnh tranh với Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Ache, Kia Sonato, Suzuki Seat. Nissan Alera 2021 được trang bị động cơ 3 xi lanh tăng áp dung tích 1 lít động cơ này sản sinh công suất tối đa 99 mã lực tại 5.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 160 Nm từ 4.000 vòng trên phút. Hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp Sanic CVT. Theo Nissan, mức tiêu hao nhiên liệu ở đường ngoại thành của Anera 2021, phiên bản MT là 4,2 lít trên 100 km. Con số đó của phiên bản hộp số Sanic CVT là 4,4 lít trên 100 km. Nissan Alera hoàn toàn mới sử dụng ngôn ngữ thiết kế e motion Merchi. Nhìn một cách tổng thể, xe đen này có ngoại hình hiện đại và trẻ trung. Kích thước của nó lần lượt là 4.495, bốn 1.460 mm, chiều dài cơ sở hàng đầu phân khúc 2 mươi mm và khoảng sáng gầm xe 155 mm. Dung tích khoang hành lý 482 lít. mâm xe đường kính 15 inch, Anera 2021 được trang bị cụm đèn pha full LED lớn dạng boomerang, ôm trọn giải LED chạy ban ngày cùng lưới tản nhiệt với motion sườn đặc trưng, đồng bộ cùng đèn hậu LED dạng mũi tên. Gương chiếu hậu được gắn trên thân xe thay vì cột A, có tính năng ngập điện, chỉnh điện và tích hợp camera. Thiết kế cột C và phần mui xe được nâng cao, kết hợp với đường gân mạnh mẽ chạy dọc hông xe, kéo dài từ vòm bánh trước cắt qua tay nắm cửa và vươn đến đuôi xe góp phần hoàn thiện nét mạnh mẽ, thể thao của xe bên trong khoang cabin, vô lăng đề cắt tích hợp phím điều khiển. Táp với thiết kế Nissan Gliding Wing, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim ưng mở rộng. Nissan Anera được trang bị ghế lái Zero Gravity, được thiết kế dựa trên công nghệ NASA, mô phỏng lại tư thế con người trong trạng thái không trọng lực nhằm giảm áp lực lên vùng lưng, khung chậu và vùng thân trên, cho cảm giác lái thoải mái, giảm mệt mỏi trên những cung đường dài. Màn hình hỗ trợ lái 7 inch, còn màn hình giải trí AI 8 inch. Khoảng để chân hàng ghế thứ hai rộng rãi hàng đầu phân khúc, lên tới 620 mm. Một số trang bị an toàn đáng chú ý trên Nissan Almera gồm camera toàn cảnh 360 độ tích hợp cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, 6 túi khí.